Chào mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Thì rất vui thì mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì mình buổi trưa này đang rảnh rỗi. Hồi nãy mình có mới đi làm về á mọi người, cho nên mình tranh thủ cái thời gian còn lại để mà mình kiếm mấy con cá đi để mà quay cho người xem nha. Thì cũng gần năm mới rồi, mình để mà tranh thủ quay video để mà thời gian rất là bận, sau này mình còn làm việc nhà này kia nữa. Buổi trưa này mình kiếm mấy con cá để nướng và kiếm mấy cái view đẹp đẹp để mà quay cho người xem. Thì cái đường xuống là đường dưới này mọi người, thì lát nữa mình sẽ xuống dưới đây để mà kiếm mấy con cá để mà quay cho người xem nha. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới, cũng đi xuống dưới kia để xem mấy anh là giăng lưới tới đâu rồi nha. Mình đã chọn một cái địa điểm để mà mình giăng lưới kiếm mấy con cá nha. Thì kia có mấy đứa cháu thì mình đang tắm. Mình đây giăng lưới xung quanh đây để kiếm mấy con cá. Thì khi nào mà có con cá rồi mình sẽ quay cho người xem rồi mình nướng nha. Có lúc trước là mình làm cái video là mình không có nướng nha. Nhưng mà cái phần đó thì mình chỉ đi bắt cá rồi quay cho người xem, mà có cá nhiều thôi. Hôm nay thì nếu mà có thì mình sẽ nướng cho quay cho người xem. Rất là quen thuộc, mình bắt cá hồi trước mình cũng đã, phần thứ nhất là mình cũng đã nói rồi. Lại bây giờ thì mình sẽ có cá thì mình sẽ nướng đeo quá kiến nha. Giờ mình sẽ đi xuống dưới kia rồi mình có cá rồi qua cho mình xem nha. Đây như cũ nha, răng như trước mọi người. Nhưng mà nay mình không đem máy chích mọi người, nên không, nó không dễ bắt như trước đâu. Có máy chích thì mình lùa bằng máy chích thì mình văng cái lưới thì khá là nó dính là hơi bị nhiều, nhưng mà khả năng cái này nó dính thấp nha. Lặn xuống này, trời thì nắng chăng chăng mọi người. Lặn đi mà kiếm mấy con cá nha. Ồ, lặn xuống luôn. Này thì mình kiếm gần không nhỉ? Này xuống chỗ khác này kiếm chỗ khác, nhưng mà chỗ kia thì nó hơi sâu, nhưng mà chỗ này nó hơi cạn đó mọi người. Mùa này đá bây giờ nó đổ hết trơn rồi, bây giờ người ta làm lại cái đường đó. Rồi này. Sau mình lặn xuống bắt cá thôi. Nhưng mà đây chỗ này không biết là có nhiều cá hay không. Đây. Mình lùa một phát thì cũng được dính được một con cá rô phi nha mọi người. Cá này tầm khoảng 2 lạng rồi đến 3 lạng thôi. Nửa ký, con cá này, cá này nhỏ xíu. Và bắt nửa ký thì khá là to, nhưng mà này nhỏ rồi. Này có máy chích nữa là dính một chùm luôn mọi người. Nhưng mà không có máy chích thì mình bắt kiểu này cũng bắt được một con rồi. Chắc anh em mình sẽ lùa thêm một tí nữa xuống dưới kia rồi kiếm mấy con nữa nha. Đây, bắt được con, giờ mình sẽ gửi gỡ một con này đầu tiên nhé. Buổi trưa vậy là trúng mánh rồi mọi người. Được một buổi trưa. Ồ, có một con cá trắng nữa. Cho anh em mình sẽ đi tìm chỗ khách nha mọi người. Cái chỗ này thì mình đi con co, nhưng mà anh em mình sẽ đi tìm chỗ khách.
Ok, hôm nay nhiều, khá là nhiều nha. Ba anh chú Tài đi giăng lưới bắt cá nha. Không biết có cá hay không nhưng mà cố gắng tìm mấy con cá để mà chiều có đồ ăn. Nước bây giờ trong veo luôn. Thôi chưa, mình chưa bắt cá mà nó lấy mũi ớt sẵn rồi, ở đâu không có cá rồi. Không, bị dính lưới rồi. Đây dính rồi kìa. Rồi mình sẽ kéo một vòng như vậy nha. Nhưng mà không có máy chích thì rất là khó nha mọi người. Chưa nắng này, nắng quá mọi người. Rồi mình tạm thời mình tắt ở đây rồi mình qua bên kia rồi mình quay một cảnh nha. Đây là sau khi anh em mình đi bỏ ra công sức cũng được một con cá rô phi với vài con cá trắng nhà đang nướng nha mọi người. Cảm giác rất là ngon buổi trưa nha. Tại vì anh em mình dành công sức rất là mệt nhưng mà kiểu này cũng rất là vui bởi vì câu được con cá nha mọi người. Mình được mấy anh này dẫn ra ngoài con suối này để mà giăng lưới bắt cá để mà sẵn tiện có mấy con cá thì mấy có mấy cô chú cùng làm rai rai buổi trưa nha mọi người. Đấy. Mấy anh thì đang làm rai rai nha mọi người. Thì mình chỉ việc ăn thôi tại vì mình không nhậu á. Cho nên mình chỉ ngồi chung cho nó vui nha mọi người. Bởi vì gần Tết năm mới rồi nên mình chuyện cũ gì mình ngồi tâm sự để mà bỏ qua nhá. Sẵn tiện mình lên trên đây chơi á để mà có dịp mình giao lưu và đi bắt cá cùng mấy anh khá là vui một ngày mọi người. Cho dù mệt nhọc mình... Đây là cá rô mình nướng xong nha mọi người. Nhìn khá là hấp dẫn luôn. Với lại một chút rau rừng mình chấm vô mấy muối ớt mình ăn khá là cay với lại ngon nha. Còn kia là có một miếng canh mình làm nước cá mình nướng xong mình làm nước mình ăn cho nó dễ nha. Đấy, rất là đơn giản nhưng mà rất vui và rất là ngon nha. Để mà nói chuyện cùng với anh mấy đứa anh nha. Đây này, cá này nó hơi bị khét nè mọi người. Cá này cá suối nha, rất là ngọt nha. Chứ không phải cá mình mua ở ngoài thì nó không có vị ngon bằng cá mình bắt ngoài suối đâu. Đó, nhìn là con dằn khá là đẹp luôn nè. Có mấy... Thì cái con cá hồi nãy mình cũng đã nướng xong nha mọi người. Thì cái cuộc hành trình anh em mình đi săn cá còn không được nhiều nha. Chỉ có ít thôi nhưng mà mình nướng mình ăn cái buổi trưa mình đi với lại có một chút... nói chung là làm một tí rượu mọi người với anh nó uống thôi, mình thì không có uống nha. Rồi rất là vui luôn sau một ngày đi làm mệt mọi người, với lại bắt con cá ngoài suối này nướng ăn rất là ngon nha. Nên clip hôm nay mình sẽ có nhiêu đây mọi người. Hôm nay buổi chiều mọi người ơi, tại vì trưa mình khá là mệt, mình về nghỉ ngơi xíu, mình tắm rửa xong rồi mình kết thúc video hồi nãy mình quay á mọi người. Nếu mọi người cảm thấy video đó hay thì cho mình một like và một đăng ký nhấn chuông để có thể nhận thông báo video mới nhất từ kênh YouTube của mình nha mọi người. Chào mọi người nha.